Sai mày lắm. Có đơ mà có cái một thế nào hả? Bố cầm ra chín mãi cũng gỡ tăn tay là bọ thế nhớ. Luôn cô chị Giang, sân thần này mày là tắt gặp cho sân bay. Nào chặt ốc. Bố xem đi chặt thằng nó. Sân bay chặt thải. Dài thì họ. Sân này chắc chị Giang, sân này nào vậy? Bố hôm nay mì. Bố xem đi cho rằng đọc lẽ à nay có sang nào nó đọc có sang nào chả ốc này sân bay quốc tế Thái Lan. Bố xem đi cho rằng một này cảm giác kinh kinh nó cảm giác mát mẻ mà ô xong này tại cái kia mà này là tuần nhàn nên này hẹn vụ
thiệt hại mà. Cày đến là đoạn mẹ. Lùm cô chị Trang đang này từng chân bê nào này nọ. Chân bị xếp hình đi. Chắc đều có cảm giác anh như vậy này. Cảm giác lưng lưng tâm mẹ này. Nó có biết hả? Dạ, chụp chút nữa. Mời lên không? Bồ, mẹ đại ráo, chích ngọt. Ừ, quá hẳn đoạn, mình chạy sân hẳn đoạn không? Nhìn bên hàng không này. Xem đi sân bè không? Phải đi ạ, ngày tụng đi ạ. Đây. Thank you.
chuẩn bị nào sân bay sẵn nè, không là chặt úc đối cho này. Đấy, sai có xăng, tự nhiên là gặp một cửa xăng mà.